Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, mở đầu tiết học ngày hôm nay là một bài hát có giai điệu thật tươi vui. Các con hãy chú ý lắng nghe và hát theo nhé! Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ. Bài hát vừa rồi chúng mình nghe, cô tin chắc rằng đấy là một bài hát vô cùng quen thuộc với các con rồi phải không? Bài hát có tên là Mẹ và Cô của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và đây là lời của bài hát đó. Các con hãy giúp cô hoàn thành lời bài hát này nhé! Các con làm bài chính xác rồi và bây giờ là đáp án của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại thật to lời bài hát này nhé. Mẹ và cô. Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Các con hãy cho cô biết bài hát này muốn nói với chúng mình điều gì? Chính xác rồi, bài hát muốn nói với chúng ta rằng mẹ là cô giáo ở nhà, cô giáo là mẹ ở lớp. Mỗi bạn nhỏ đều có hai mẹ và hai cô giáo đấy. Tiếp theo, các con hãy đọc cho cô hai từ sau. Các con đọc chính xác rồi. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc lại nhé. Nờ oi noi sắc nói, giờ ôi dôi sắc dối, nói dối. Thờ ất thất nặng thật, thờ a tha huyền thà, thật thà. Sau khi các con đã đọc xong hai từ này, các con hãy giúp cô hoàn thành đoạn văn sau. Chính xác rồi. Ở dấu ba chấm đầu tiên, cô chọn điền từ nói dối. Ở dấu ba chấm thứ hai, cô chọn điền từ thật thà. Các con hãy cùng với cô đọc lại thật to đoạn văn này nhé. Vì không muốn nói dối, Trung đã nói em mang cả kẹo và còn cánh cam đến lớp. Cô giáo và cả lớp vỗ tay khen Trung vì sự thật thà. Đây chính là hai câu văn tóm tắt lại nội dung của bài tập đọc Cái kẹo và con cánh cam ở tiết học trước đấy. Tiếp theo, các con hãy hoàn thành cho cô bài tập sau với yêu cầu điền âm cờ hay âm ca vào chỗ trống cho hợp lý. Trước khi làm bài này, cô có một nguyên tắc chính tả muốn nhắc lại với chúng mình như sau. Đó chính là quy tắc khi nào điền âm cờ, khi nào điền âm ca. Chúng ta điền âm ca khi sau dấu ba chấm là các âm I, E, E. Chúng ta điền âm cờ khi sau dấu ba chấm là các âm A, Á, Ớ, O, Ô, Ơ, U, Ư, vân vân. Và thời gian làm bài của các con bắt đầu. Các con làm bài rất tốt. Dựa vào quy tắc chính tả mà cô đã nhắc lại với các con, cô có kết quả như sau. Các con hãy cùng với cô đọc thật to tất cả các từ này nhé. Bảng, con, cặp, sách, thước, kẻ, cái, kéo, cái, kẹo, cánh cam. Từ các đồ vật vừa rồi, các con hãy cho bạn Trung biết là bạn nên mang những thứ gì đến lớp nhé. Các con làm bài rất tốt và bây giờ là đáp án của cô. Trong các vật này,
Những vật mà chúng ta nên mang đến lớp đó chính là những đồ dùng học tập. Đầu tiên, đó chính là bảng con, cặp sách, thước kẻ và kéo để học môn thủ công. Các con thân mến, khi chúng ta đi học thì chúng ta chỉ nên mang những đồ dùng học tập thôi nhé. Vì mang những thứ khác không phải đồ dùng học tập đến lớp sẽ làm cho chúng ta bị phân tâm, không tập trung vào học được đấy. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé.